Hạnh các thánh. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 2023. Trần Phước Severino Emenemala. Năm 1861 đến 1936. Trần Phước Severino Vinesmala, thường được gọi là El Pio, sinh trong một gia đình thuộc dân du mục Gypsy ở Tây Ban Nha năm 1861. Ông lập gia đình nhưng không có con nên đã nhận một đứa cháu vợ làm con nuôi. Mặc dù ít học, nhưng bản tính thông minh đã giúp ông thành công trong việc mua bán ngựa và có được một địa vị đáng kể trong xã hội để giúp đỡ người nghèo. Trái với thói quen của dân Gypsy, ông sống rất thành thật và siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ cũng như lần chuỗi mai khôi. Dân làng thường hay tìm đến ông để nhờ giải quyết các tranh chấp thường bùng nổ trong cuộc sống hàng ngày. Tiếng tăm về lòng bác ái và đạo đức của ông ngày càng lan rộng, và dù ít học, dân chúng thuộc đủ mọi thành phần đều kính trọng ông vì sự khôn ngoan và thành thật của ông. Lúc khởi đầu cuộc nội chiến Tây Ban Nha, vào tháng 7 1936, ông bị bắt về tội bảo vệ một linh mục đang bị kéo lê trên đường phố ở Barbastro, và vì ông đeo chuỗi mai khôi trên cổ, ông được hứa trả tự do nếu ngừng lần chuỗi. Nhưng ông sẵn sàng chịu cảnh tù đầy và tử đạo. Vào tảng sáng ngày mùng 8 tháng 8 1936, ông bị hành quyết ở nghĩa trang Barbastro. Trước khi chết, tay ông cầm chuỗi mai khôi dơ cao và miệng hô to, vạn tuế vua Kitô. Ông được rước giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Trần Phước ngày mùng 4 tháng 5 1997. Lời bàn. Trần Phước Severino cho chúng ta thấy tình yêu của rước Kitô không bị giới hạn bởi dòng giống hay văn hóa. Việc sống đạo hàng ngày của Trần Phước Severino đã giúp ngài chuẩn bị cho sự hy sinh sau cùng. Bất kể hậu quả như thế nào, những quyết định mà chúng ta thể hiện hôm nay sẽ giúp chuẩn bị cho các quyết định tương lai. Lời trích. Trong buổi lễ tuyên phong Trần Phước cho ông Severino, rước giáo hoàng Gioan Phaolô II nói, cuộc đời của ông cho thấy rước Kitô luôn hiện diện trong các dân tộc và các dòng giống khác nhau, và mọi người đều được mời gọi đến sự thánh thiện qua việc trung thành tuân giữ các giới răn của người và luôn ở trong tình yêu của người. Trích báo Observatory Romano năm 1997, tập 1, số 6, Gypsy, là một giống dân du mục, nguyên thủy xuất phát từ Ấn Độ, sau đó lan tràn đến Âu Châu vào thế kỷ 14 hoặc 15. Hiện thời họ có mặt ở khắp các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Hùng Gia Lợi, Tây Ban Nha, Anh Quốc, và sống bằng những nghề không được lành mạnh như ăn trộm, coi bói, nải ngựa, thợ hàn thiếc.